Thưa anh chị em, chiều hôm nay Chúa cho chúng ta thấy là ngày xưa Phêrô và Phaolô cũng như các tông đồ đi đến đâu rao giảng thì cả ngàn ngàn người nghe và ngàn ngàn người trở lại. Ngày hôm nay việc ấy cũng đang xảy ra tại chính giáo điểm Tin Mừng này. Vào 5 giờ chiều ngày mai, lễ trọng ký thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, chúng tôi sẽ ban bí tích rửa tội thêm sức và thánh thể, ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 16 anh chị em dự tòng đã qua lớp giáo lý dự tòng, và lễ tốt nghiệp cho 30 anh chị em khóa giáo lý hôn nhân. Mỗi năm chúng tôi mở hai khóa là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, rồi tháng 7 nghỉ, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 là một khóa thứ hai. Và suốt hơn 2 năm ở đây thì chúng tôi thấy rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa đã làm cho hơn 100 anh chị em đã quay trở lại đạo Công giáo. Và việc rửa tội này, ban bí tích thêm sức này, ngày xưa Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Ngài vẫn về để Ngài ban bí tích rửa tội thêm sức và thánh thể cho các anh chị em. Và bây giờ thì Ngài vẫn phù hộ cầu bầu cho chúng ta để tiếp tục có những tâm hồn quay trở về với Chúa. Anh chị em biết, anh chị em nào muốn theo đạo, muốn học đạo thì mời anh chị em giới thiệu họ đến đây. Bất cứ ngày nào, giờ nào chúng tôi cũng đón tiếp và tạo tất cả những điều kiện thuận lợi nhất. Thậm chí là những người ở xa mà không đến đây nhiều lần được thì chúng tôi có thể cho ăn ở miễn phí hoàn toàn để học giáo lý xong, rồi rửa tội xong rồi đi về cũng được. Mời anh chị em con được tên gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Con chào cha và chào các bạn lòng thương xót Chúa. Con là Maria Vũ Thị Liên, con đến từ Nghệ An ạ. Con mấy tuổi? Con năm nay 28 tuổi. Con được mấy đứa? Con có hai đứa con và đây là cháu con ạ. Hai đứa con đứa mấy tuổi? Có mấy tuổi? Dạ, con thưa cha con tên ạ. Tên gì? Con tên Du Xe và Vũ Ngọc Nhân. Con mấy tuổi? Hôm nay con 7 tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp 2. Rồi, còn con tên gì? Con nói được không? Nói được là nói được cha. Rồi. Con là, em là Ngọc Đức ạ, 4 tuổi. Thưa cha là ơn đặc biệt đối với gia đình con là bố con bị bệnh, nhưng mà đi bệnh viện bác sĩ cũng không biết là bị bệnh chi cả. Bố con cứ bị từng mảng trong lưỡi bay ra mà mỗi lần như vậy là ốm hẳn, mà người đi ra thì bệnh viện K1, K2 đều không phát hiện được. Bây giờ hiện giờ là được 4 năm mà bố con đã được chữa lành từ tầm thương xót của cha. Bố con đã vô đây 2 lần và thường nhắn tin cho cha nhiều lần, và bố con vô đây 2 lần ao ước được làm chứng lòng thương xót Chúa nên chưa có cơ hội, mà may mắn lần này con vào lại được thầy bố làm chứng lòng thương xót Chúa. Bố con tên gì, bao nhiêu tuổi? Bố con là Hoàng Ngọc Đương, năm nay 55 tuổi ạ. Bố con có vào đây 2 lần và có mua rất nhiều đài về tặng cho những người khó khăn và những người không có cơ hội để vô ạ. Và bố con có giúp nhiều người nhắn tin vô cho cha để xin lời cầu nguyện và nhờ cha cầu nguyện cho mọi người ạ. Bố con hiện giờ cũng chưa bất bệnh ạ, tại vì bố con nó bị làm sao? Nó bị từng mảng ở trong lưỡi bóc ra cả, từng mảng rất sợ, và đi ra bệnh viện cũng không kiểm tra được bệnh chi, mà hiện giờ bố con lại không có chi nữa hiện ra. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, có nhiều người đến đây mắc những căn bệnh mà bác sĩ cũng chả biết đó là bệnh gì. Mà đã không biết bệnh gì, không biết triệu chứng, không biết nguyên nhân thì chả có thuốc nào mà chữa được. Cái lưỡi của ông ấy cứ bóc ra từng mảng khi ông đến đây cầu nguyện và xin cầu nguyện. Rồi sau 2 lần thì ông đã được khỏi. Mà hôm nay ông nhờ đứa con gái cùng 2 đứa con và 1 đứa cháu, con dâu, vâng, đứa con dâu, 2 đứa con và 1 đứa cháu đến đây để tạ ơn và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Điểm quan trọng đó là ông ấy đã làm công việc của Phêrô và Phaolô, đó là loan báo tin mừng. Ông đã mua nhiều cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót về Nghệ An, Hà Tĩnh và đi loan báo gửi tặng cho những người không có điều kiện đến đây, cho những người bỏ đạo lâu năm, cho những người ngoại đạo, cho những người bỏ đạo, cho những người lạc đạo, cho những người rối đạo. Anh chị em làm 4 công việc đó đi. Thứ nhất là cho người ngoại đạo, cho người lạc đạo, cho người bỏ đạo và cho người rối đạo. Đấy, mỗi người chúng ta
anh chị em đi nói họ không có nghe nổi đâu, mình cũng chẳng có khả năng mà nói đâu. Hãy để cho lời Chúa nói cho họ, hãy để cho những chứng nhân lòng Chúa thương xót trong 365 bài giảng này làm chứng cho họ tin vào đạo, tin vào Chúa, để người bỏ đạo, người rối đạo, người lạc đạo và người ngoại đạo được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Đây, ta gửi tặng cho bố con nha, cái máy 365 bài giảng. Đây, cho con cây quạt giáo điểm tin mừng. Còn con được ơn gì? Ơn nữa là em trai con đi dạng du học sang Anh Quốc và đang học nghề và bị bắt, thì cơ hội về là 99% rồi ạ, chỉ còn lại 1% thôi. Nhưng may mắn thì em con chỉ biết khóc và cầu nguyện, và ở nhà chúng con cũng chỉ biết cầu nguyện và nhắn tin cho cha. Thì may mắn em con được thả ra và đi làm cho tới nay là 2 năm, đã đủ vốn và có dư một ít rồi ạ. Con đủ vốn còn dư được một ít. Hallelujah. Rồi ơn cái tiếp. Ơn nữa là chồng con đi học ở SIP và xin visa sang Anh Quốc rất khó, và chồng con cũng nhờ ơn Chúa trước khi xin visa con có nhắn tin vào cho cha và xin cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện, và chồng con cũng đã sang được Anh ạ, đã làm ổn định ạ. Và tiếp tục là con của con đây cách đây 2 tháng là đã đấy, con được đi vào đây với ông bà nội, tức là ông lúc nãy bị bệnh á, nhưng mà buổi đêm con bị sốt, thì con là bị viêm tay giữa rất lâu rồi mà cứ bị sốt đi sốt lại nhiều lần không được. Thì đến nơi bị sốt bắt buộc con phải ở nhà, và sáng mai vào và bị viện tỉnh. Thì vào bệnh tỉnh họ chỉ làm cái VA thôi, còn cái tay giữa thì không hề bị chi nữa. Và nhờ ơn Chúa và lời cầu nguyện của cha nên con đã được khỏi. Hallelujah. Rồi con nên nhớ gửi cái máy này. Con tên gì? Con tên Nhật Linh. Rồi con có gì đây, con đưa cái gì đây, con nói cho mọi người nghe. Cái này là con tiêu vô cha lòng để cha lòng cho người nghèo. Cho người nghèo. Cho cha lòng để cho cha lòng cho người nghèo. Rồi con muốn thì con có đi tu không? Dạ có. Rồi con có đi tu không? Có. Rồi chúng ta có một ma sơ, một là linh mục tương lai, một trong phát tay thưa anh chị em. Còn bố này thì chưa nói được, chả biết bố có đi không. Rồi xin Chúa, đi không? Đi không? Rồi thêm một linh mục có. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con nha. Xin mời chúng con về chỗ. Rồi con nhóc lên đi, nhóc lên.